Bảo Yến xin chào các bạn. Ở video trước thì Bảo Yến đã giới thiệu về máy Takeo với dung tích 100 lít. Đến với video này, Bảo Yến sẽ giới thiệu cho các bạn dòng máy Takeo TK90 lít. Và để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết máy, sau đây hãy cùng Bảo Yến ở lại video này khám phá chi tiết máy nhé. Máy nén khí Takeo TK90 lít với dung tích bình là 90 lít. Và trên thân chúng ta sẽ in dòng chữ Takeo để giúp các bạn phân biệt được hàng chính hãng. Và vỏ máy sẽ làm bằng được sơn bằng lớp sơn tĩnh điện, cách điện tốt và không bị mài mòn trong quá trình sử dụng lâu dài. Bên hông chúng ta sẽ có một cái đồng hồ quan sát áp, kèm một van xả khí và một khớp nối nhanh. Máy sẽ được thiết kế hai tay cầm và bốn bánh xe cao su, giúp các bạn dễ dàng di chuyển hơn. Về cái phần đầu nén này, thì đầu nén sử dụng là đầu 2 bít tông với 2 boe giảm âm tốt. Dây dẫn khí sẽ được truyền tải từ đầu nén xuống dưới bình và rơ le tự động ngắt trong quá trình sử dụng. Và máy sẽ có công suất là 2 HP, tương đương là 1.5 kW. Dung tích trong bình này sẽ chứa được là 215 lít trên phút. Và bình sẽ đạt áp lực tối đa là 8 kg, tương đương là 190 PSI. Về phía động cơ thì máy sẽ được sử dụng động cơ toàn phát chính hãng. Bên trong là 100% lõi đồng, kèm là một cái phía trước là cánh quạt tản nhiệt để động cơ không bị nóng. Phía sau sẽ là dây cura. Dây cura sẽ được kết nối với nhau thông qua bánh đà và pulley, có một tấm chắn bảo vệ bên ngoài để giúp các bạn an toàn trong quá trình sử dụng. Máy sẽ có một cái van xả khí ở phía dưới để giúp các bạn sử dụng lâu ngày thì chúng ta nên xả nước ra để cho máy được bền bỉ cao hơn. Một vài lưu ý khi các bạn sử dụng cái dòng máy nén khí Takeo TK90 lít này, các bạn phải thường xuyên kiểm tra và thay nhớt theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Thứ hai là các bạn không nên để bụi bẩn hay những cái hơi ẩm bám vào trong máy để tránh gây hư máy, chê máy. Và hãy đặt máy ở những nơi bằng phẳng để chúng ta sử dụng máy được tốt và hiệu quả hơn. Vừa rồi thì Bảo Yến cũng đã giới thiệu rõ về con máy Takeo TK90 lít này. Nếu các bạn muốn sở hữu một dòng máy ngay trước mặt Bảo Yến đây, thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được Bảo Yến tư vấn và cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.